Tại Gia Lai, di tích Trọc Tưng, công trình khảo cổ đầu tiên tại Tây Nguyên, được bảo tồn ngoài trời, hiện được coi là điểm đến lý thú mới. Di tích Trọc Tưng 1, thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai, được các nhà khảo cổ học phát hiện loài người sống cổ xưa nhất chỉ sau khi phát hiện về đồ đá cũ ở núi Đọ, Thanh Hóa và Xuân Lộc, Đồng Nai. Di tích có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu khảo cổ học thời đại đá cũ ở Việt Nam. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê đang dần đầu tư nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng để tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phục vụ du khách tham quan. Với nhiều nỗ lực, di tích đang dần trở thành một khu bảo tàng ngoài trời, một điểm đến lý thú cho du khách.